Vậy đó, thì nói chung là mà thì chú Út cũng đã biết cái sai rồi, thì mong quý anh chị và cô chú phải hiểu cho chú Út à, ai cũng đều binh đó chú Út. Vâng. Tại vì thấy chị Hiền tội nghiệp á, nghe nói quánh chị Hiền ai cũng thương chị Hiền hết trơn á. Ta cũng động lòng đó thấy không? À, dạ thì chú Út đêm tới sẽ hứa là không có nhậu nữa nha, Không có nhậu chị chú Hiền cũng không có nhậu nữa nha, chị Hiền được nghe, không chị nhậu hứa không đi, nhậu nữa nha, không không nhậu nhậu có. đi thấy Ờ, nghỉ nhậu rồi, nó nghỉ nhậu rồi. chị Hiền nghỉ nhậu rồi. Nói chung là chị Hiền nghỉ nhậu nghe không quý anh chị, tại vì hổng ngày mấy ngày nay có nhậu chưa Đâu có nhậu nhà thì đâu, rồi. cơm nước đồ không mà, rồi cà phê nước đá rồi lo cho vợ Đúng để nó rồi, tiếng. cái nhậu cái này là cũng là do. Xin chào quý anh chị và cô chú đang xem kênh Thanh Trúc, thì bữa nay có lại chú Út là U60 và chị Hiền U30, thì mời mấy anh chị và cô chú xem để trò chuyện Còn với Út chị hả? ha. Thầy Út, Út không? Thầy Ừ, Út Út không? chị Hiền ơi, Thầy Út hả? Tên anh tên Phan, tên Phan chú Thế Út bây giờ kể cái câu chuyện Còn gì cho Út, 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 nó, Út, cái chuyện ngoài đời, thí dụ mà chuyện về bên ma và bên tâm linh, chú Út có nghe câu chuyện chưa? có nghe câu chuyện. Rồi chú kể cho con nghe vài câu chuyện chú. Dạ, câu chuyện ha. Dạ. Cũng như một người con gái thì cũng người con gái là nói là cũng tình tự với con trai, Dạ. rồi khi mà thương thương nhau đó thì cũng cũng như là ăn ở lén tới lén lút có bầu, Dạ. vì có bầu rồi khi mà gia đình thì ba má đâu có chịu, Dạ. rồi cái tức tử quá tự giận, mà cái Dạ. tự giận này nó cũng nguy hiểm lắm, Tự đúng khi rồi. mà cái thuốc thuốc độc đó lắm, khi Dạ. tôi nằm ngủ cũng có nghe nói rồi, nó uống đi bổ lắm, uống đi bổ lắm, Kêu chú phải vậy? có kêu tôi mà tôi không uống. Ghê vậy. Tôi nói tôi giận gì giận chứ tôi không chịu uống, uống cái là đi đứt luôn mà. Chở đi Dạ. đâu thấy cũng không kịp nữa. Mà người gái này là có bầu rồi mới tự giận uống thuốc, uống thuốc chết thì như ba má gia đình đâu có chịu, rồi mới là chết, rồi mới thành 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 tinh thành quỷ, cất đi cất cái đi, Cắt tiền đi chị, cất tiền cái đi, sao mà móc ra hoài, đi mà chỉ vậy mà. phe hoài có mấy chục ngàn phe hoài, Cất cất cái đi, rồi thành quỷ thành tinh cái là bắt đầu lớn dữ lắm, lớn mà kêu bằng ở góc dừa mà trời đánh dữ lắm, đánh mà né né né, né kịp, đánh dạ đánh cây dừa cái bằng chết cây dừa cái bằng nước nôi đỏ hết trơn, cũng như cũng hủ đồ chảy xuống đó, dạ rồi đồn có máu. Thì bây giờ trời đánh sánh đâm, ngày xưa thì dạ chữ cha mắng mẹ thì trời chồng khổ dạ lắm, trời chồng đứng chỗ một, ăn uống không được, kêu bằng cái là ai cho ăn ai không cho, không cho ăn thì hành hạ đau nhức tức lối dữ lắm. Mà bây dạ giờ thì mình nói cũng như là đổi ngọc vàng rồi, từ cái năm 2000 tới giờ là biến chuyển khác, như như cơn bão số năm đó, Ừ. là như là trời đã uống quyết định rồi, Quyết định là sao cô? là tàu biển là có địa bàn nhưng mà không có vô bờ kịp, bởi vì Dạ. cái biển nó lớn quá, cơn bão số năm là chết dữ lắm, chết mười mấy ngàn người, tàu biển lật ở trên hòn cũng bể tàu, cái đó là trời quyết định. Còn cái người nông dân mình nói đó, cũng như tôi đi bán muối mướn hồi cái năm 1990 90 tới năm 2000 là 10 năm gì, nhưng người dân mình nói là còn có 10 năm nữa mình đi tức đó, Là đời tới là ha, sợ năm 2000 tính là ta nói sợ mình chết hết. đời tới chưa? Nhưng mà tôi sẽ kể một cái giai đoạn để Dạ. anh em khán giả nghe, Dạ. là như trời biến chuyển khác, là không phải là hủy diệt hết cái loài người, nhưng mà sàn Sàn lọc. lấy cái nhuyễn còn khá to, cái đó là một cái đời của là trời đã thay đổi, thay cũ đổi mới, là Dạ. mình kể qua giai đoạn đó, rồi mình hãy kể qua một cái giai đoạn khác. Nhưng mà Dạ. cái đồn nhảm cũng rất rất nhiều, Dạ. đồn nhảm nó là tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm để nông dân mình đó là siêu siêu lòng, rồi họ cho tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm rồi mình không chừng mình nấu nấu, nấu mì ăn mà muốn xỉu nữa rồi, không biết sống nổi không, mà cái không khí trời thì nó có, mà mất không khí mình quẹt không cháy là cỡ như mình sao không còn đồn nhảm chứ không có. Thì nông dân mình anh em chị em đó là ai cũng ùn ùn mua mì, đi chợ mua mì để dành nấu ăn, rồi gạo mì gì mua, trời ơi, làm hại như tiệm quán ta ta muốn làm giàu luôn, bởi vì ai cũng mua gì ăn, thì cái đồn nhảm thì nó mình để mình siêu lòng thôi, chứ cái có thì nó không có. Dạ. Tối trời đất 7 ngày 7 đêm trên trời chỉ có ngà ngà quá ha, chứ đó, cái đồn nhảm mà nghe mình cũng sợ lắm. Sợ hả?
mình sợ chứ. Cái sao, đồng... sao sợ chuột? Ừ, đồ nhảm mà. Trời, mình tối trời mình đi ra ngoài, trời sợ sợ cọp nó ăn thịt mình có nữa. Yeah. Không biết đi chỗ nào. Yeah. Ở trong nhà thì xí đại đi. Nhà đại đi ha. Ừ, quýnh quán hết trơn mà nói mình đi ra ngoài đi đái mà sợ nữa. Đó là cái chuyện đồ nhảm. Rồi. Nhưng có chuyện đời thì nó cũng có. Cũng có câu chuyện hồi xưa. Yeah. Hồi xưa là câu chuyện là nó là chồng khôn cho đặng đi dài. Chồng vợ khôn, chồng đặng có ngày làm quan. Yeah. Thì đời hồi xưa là cái đời vua chúa. Yeah. Gươm kiếm không à, không có súng ống trơn á người. Gà đá độ của chồng thì gà đó nó cũng linh lắm, đá độ nào ăn độ nấy. Rồi vợ bắt bằng thịt. Vợ bắt bằng thịt thì cái ông đó ổng vua chúa nhưng ông giả quan. Yeah. Rồi quân sĩ rồi đi theo là gươm kiếm không à. Rồi cái chồng mới gượt quýnh vợ. Nó gà đá độ người ta gà linh mà sao gượt quýnh, sao bắt bằng thịt. Rồi vợ bắt bằng thịt chồng mới gượt quýnh. Gượt quýnh rồi quan vua giả quan rồi quân sĩ đi nó coi. Em mới nó sao chồng cô gượt quýnh cô, nó giờ bấm quan. Quỳ xuống bấm quan. Nói chồng con nói sao mà vua quan tới nhà con mà không bằng heo để quan mà bằng gà để quan, rồi chồng con gượt quýnh nó khôn nó chớ lại. Chớ lại chứ nếu mà nói bằng con gà đó của chồng con, chồng con gượt quýnh thì gom kém gom kiếm chém rồi chớ lại cái đó. Nói sao không bắt không bằng heo để quan mà bằng gà để quan, rồi chồng con mới gượt quýnh. Là tôn hai chồng đó lên làm lớn luôn, làm kế luôn, làm cũng như là hoàng hậu, còn làm quan luôn đó. Ông kia ông vua mà. Yeah. Cái đó là cái sử tích hồi xưa tới giờ còn đó. Ủa cái lịch sử. Yeah. Không phải sử tích nó cũng hay lắm. Sử tích là trong bộ phim. Yeah. Còn cái này là lịch sử. Sử cũng hay đó. Ừ, cái đó cũng hay đó. Cái đời đó là đời vua chúa. Rồi bây giờ, nói chuyện hồ đồ hết, người nói chuyện sổ sàng rồi, như đợi giờ là chết rồi, gặp cả đó là chết rồi. Chú thôi coi chú Út kể về cái câu chuyện chú Út với chị Hiền đi. Gì ha? Cái câu chuyện lần đầu tiên mà ngủ với gia cầu chú Út mà dẫn chị Hiền là ngay cái nhà thờ đó là dẫn về gia cầu ngủ. À, chú Út kể một giai đoạn. Giai đoạn ha. Tới giai đoạn có con luôn á. À. Rồi. Chú Út thì kể... tôi cũng thương người vợ rồi. Nói em theo anh đi rồi anh lo lắng cho em. Yeah. Thì đêm đó thì đi xách gói rồi đi theo tôi về và giao cầu ngủ. Thì mà ngủ chỗ đó thì mình thấy cũng mình kêu, cũng kêu bà sao chú thương vợ mình ngủ nhưng mà mình không không có dám gần gũi. Bà thì... kêu bà là về giao cầu ngủ rồi bà có đi không chú? Đi theo luôn mà nằm trên giao cầu hai người ngủ thì như vợ tôi ngồi thì tôi nằm. Yeah. Nhưng mà mình không có không dám là quan hệ. Yeah. Vì ở dưới sông ta ngủ dưới hai ba người dưới cũng ngại chứ đúng rồi. Thì vợ mình sống với mình thì nó là hạnh phúc suốt đời thì sau này ông thắng mình quan hệ gần gũi. Ừ. Chuyện đó đâu có ai cấm cản đâu. Yeah. Cái đời trai gái rồi tới có chữa có bầu có con luôn á. Yeah. Giờ sanh con ra rồi là giờ mẹ tròn con vuông giờ thấy cũng thoải mái rồi chỉ không chị, con kể mà đó. Ví dụ mà kêu chú kể mà từ hồi cách quen chị Hiền và dẫn về khu vực nào ngủ ở đâu rồi từ rồi có con luôn á. Ừ thì về cho cầu ngủ rồi mới vô nhà kiềm chế để mà mình đi tránh là dẫn đi chỗ khác đi dạ. Nhà tiền chế ở đâu kiềm chế ở ngoài này nè chỗ cầu huyện Trơn đó chỗ mà công ty đó là dẫn chỗ khác đi chỗ khác hả? Ờ dẫn ở đó ngủ cũng 10 bữa gì đó. Dạ. 10 bữa là công ty người ta không có cho, nói thấy chú vậy không có chỗ nơi nương dựa thôi cho chú ở đỡ đi rồi chú cũng đi kiếm nơi khác ở. Vì công ty mà cho chú thiếp nằm đây vậy rồi người ta coi ra gì cái công ty mà. Yeah. Rồi vậy chú cũng thông cảm đi. Rồi tôi mới lên chùa không có chỗ nơi nương dựa rồi tôi mới hỏi anh em có chỗ nào cho tôi ở. Đến ở trong chùa mà có đó không cho ở, có đó là còn cách ly. Yeah. Rồi anh em ta mới hướng dẫn về đây ở nè. Yeah. Về đây ở thì cái trường học là mẫu giáo. Yeah. Rồi cho ở đây rồi thấy vậy cũng sướng rồi, chỉ mình cực là cực bằng ăn thôi kiếm tiền. Yeah. Rồi điện đài thì ta vô cho mình bóng đèn với nấu nồi cơm điện. Yeah. Rồi bếp ga mấy đứa em nó cũng cho đó. Ở đây hả chú? Hả? Ở đây hả? Ở đây nè, mà bếp. Yeah. Ga thì nó hết ga rồi thôi, để mình chịu cực kiếm củi đi. Nấu 2-3 ngày hết ga rồi. Yeah. hao lắm hao. Ờ. À, mình vậy mini đó chú. Cũng vui vẻ đấy. Ừ. Bếp ga mini mấy gì đó. Ai mình chịu cực cái gì mình lo lắng được thì mình thấy mình vui mừng, anh em cũng vui mừng như mình. Dạ. Chào cây chào gì cũng chào kiếm củi rồi xong rồi dẫn về nhà tiền chế là chị cũng đi luôn theo chú Út luôn hả? Đi theo luôn, bởi vì
người vợ cũng như là mình dẫn, mà người vợ cũng mình thương người vợ, mà người vợ cũng như nói là cũng như thương mình đi đi luôn hả? Cho đâu có phản đối được, đâu có phản ảnh gì được. Rồi cua anh em thì dẫn à, chứ đâu ta đuổi đâu. Ta đuổi về đây hả chú? Ta đuổi về đây. Đuổi là chú Út hướng đi về đây hay là người ta chỉ về trường học này? Ta hướng dẫn về đây, cũng như vô hỏi chùa Chánh đó. Yeah. Chùa chỗ mà ta đóng hàng từ thiện đó, ta mới hướng dẫn về đây. Yeah. Chứ đường không, nếu mình không có hỏi ai đâu có biết chỗ này đâu ở. Yeah. Ta hướng dẫn mình mới biết chỗ nơi. Người ta cho một cái chổng. Đó cái chổng người ta cho nằm đó để nằm ở dưới đất ngủ, rồi thấy anh em tới lui chị em rồi người ta cũng kêu kêu. Yeah. Nó nằm dưới đất với cát rồi ý người ta nói là mình sợ bệnh hơi đất. Yeah. Rồi dưới gió mấy nữa. Yeah. Mà cũng trời đổ nằm dưới đất chứ không có đau ốm hết trơn. Yeah. Yeah. Là trong khi đó về đây là điện bọng rồi thì ở thoải mái hả chú? Thoải mái, về hồi trong năm tới giờ đó. Yeah. Trong năm giờ tính cũng như là bây giờ cũng như giáp năm rồi đó. Yeah. Trong năm giờ cũng lâu lắm. Rồi lần đầu tiên mà chú Út mà nghe tin chị Hiền có bầu, chú Út có vui không? Có bầu thì mình cũng vui chứ, bởi vì có bầu mình có... Cái đó là sao mà chú Út mới phát hiện biết nè? Bởi vì mình ăn ở vợ mình đó là có bầu khi là bụng nó bự. Yeah. Khi mà bụng nó bự thì mình phát hiện mình biết. Tôi đoán là một năm mới có bầu. Một năm là 12 tháng. Ừ. Tháng nó 30 ngày. Mà sao mà dẫn vợ gì có bao nhiêu tháng có chữa thì cái đó là cũng mình nói như cái vợ Linh đi coi đâu biết. Yeah. Mà mình phát hiện là có bầu, mình ở vợ mình có bầu mình biết. Nghĩa là có bầu thì mình tối mình ngủ vợ mình á, khi mình cũng gần gũi vợ mình quan hệ thì mình cũng gờ cái bụng thì con nó máy chổng á. Nó máy là nó gò chổng là con nó máy chổng đó. Yeah. Bởi vì đường đời chú có vợ, hai ba đời vợ chú biết. Yeah. Rồi là như vậy có con rồi mình cũng vui chứ có gì đâu. Có thằng trai mình nói dòng nó giỏi. Đó rồi ăn uống gì thì chú cứ mỗi ngày đi lượm cốc vợ ăn. Bởi vì vợ thèm đồ chua. Rồi sáng vợ nằm ngủ là bắt đầu sáng thức dậy sớm ha. Chú Mỹ có mặt xách cái vỏ xách đi lượm cốc dài dài đường. Mình đi lượm vậy cho người ta nhìn thấy người ta thương mến mình. Yeah. Khi người ta xách lòng, xách gấp ta bẻ cốc cho mình nữa. Hỏi yeah. có tính tiền không anh chị? Nói trời cho anh ăn đó, tiền bạc gì. Yeah. Vì cốc thì người ta cây nhà lá vườn. Yeah. Người ta cho vậy mình cũng nhớ ơn nghĩa. Yeah. Chứ mình đừng có nói không có nhiêu tiền, mình nói yeah. vậy thì nghe nó cũng kỳ, có lỗi. Là chắc đó là chú Út biết chị Hiền có bầu hả? Biết có bầu. Rồi dẫn đi chợ đồ, mua đồ ăn. Mua có khi người ta cho tiền cái mình lo không chú Út, lo không có bầu lần đầu tiên chú Út lo không? Lo thí dụ lo trời ơi sanh này tiền đâu mà lo cho đẻ. Trời ơi chuyện rồi. Đó lo chứ lo ngày lo rồi đêm xong rồi coi sanh con ra rồi biết làm sao làm cái gì mà lo cho con rồi. Mình ở đây cái lần chưa xong nữa. Nó khó. Cái cảm nghĩ như thế nào? Cảm nghĩ là sanh con rồi không biết mình làm mướn làm thuê gì mà để nuôi con. Rồi bây giờ thất nghiệp. Ừ. Rồi cũng nhờ anh em đó cũng cho được phần nào đó rồi khi mình mua sữa sụn đồ cho con bú. Chứ không lẽ mình nhờ hoài sao chú Út? Đâu phải nhờ hoài đâu, khó lắm. Mình cũng phải tí kiếm cái gì mà tự mình có cái đồng ngăn mà để nuôi cho vợ con. Chứ mình cũng không có nhờ quý anh chị và cô chú bà con nhờ nữa. Tại vì mình nhờ hoài thì khó lắm. Cho một lần chứ đâu cho hoài mãi mãi. Dạ. Tự phải... cái đôi tay mình tự bư vào chú Út. Bư vào mình làm mướn làm thuê đó để mình con... có vô cái đồng tiền. Con nói vậy giờ chú Út có công nhận không? Công nhận rồi. Cái chuyện làm thì mình nếu mình làm thì mình cố gắng thì làm phải được cái chuyện đó. Thì sau này là chị Hiền nè, chú Út rồi nè, với con chú Út nè, nó càng ngày càng bự và tương lai nó dài sọc chứ đâu phải ngắn ngủi như mình. Đúng rồi, rồi còn cho học hành được nữa. Đúng. Chỗ đó nó bây giờ là chú Út là muốn bán kiến thiết vé số 100 tờ. Đúng không? 100 tờ. Chú Út sẽ nói với anh chị của Út, chứ nói là đây sắp tới chú Út là không có cho chị Hiền nhậu nữa. Không cho nhậu đâu. Không cho nhậu nữa. Vậy đi cho con người nó bình tĩnh, nó khỏe khoắn hơn. Dạ. Yeah. Để không có chuyện gì để mà chú lo sợ. Với lại là chú Út không có quánh chị Hiền nữa nha. Không có quánh nữa. Mình cũng quyết điểm rồi. Mình nhận quyết điểm sai rồi. Quánh rồi mình sai đó chú. Khi mình cái gì mình thấy sai mình gầy la cũng được. Yeah. Hoặc là mình dạy dỗ vợ mình nó, yeah. cái chuyện gì nó không biết đó. Yeah. Thẳng mình dạy dỗ từ từ. Đừng có làm nông nóng quá không được. Yeah. Con người cũng như mình nói mình ăn no quá cũng mất hay đi. Yeah. Mà giận quá cũng mất hơn. Yeah. Cái chuyện gì ngoài đời mình cũng
phải bình tĩnh cái là có khi mình hơn người ta một chút đó, bình tĩnh đó. Cũng như người ta làm gì làm mình bình tĩnh, chứ đừng có nói là mình để mình đối phó gì với người ta. Yeah. Cũng mình nói chuyện rồi mình đối phó, mà người ta nói mình nói vậy chứ mình không nhận chính con lành, mình đâu yeah. có phách lối gì đâu. Yeah. Chuyện người ta phá mình lời quậy phá mình cái đó trời nó, ha. Nó khó, cái chuyện đó là mình thấy cũng nguy hiểm. Yeah. Thì cũng ganh ghét, nhưng mà thấy tiệm quán không mua rồi anh em người ta cho tiền bạc ganh ghét, thấy anh mừng nữa. Mấy đồ quýnh anh mừng nữa. Mấy người kia đó hả? Ừ, thì thằng uống rượu hổm ở kế bên nè, là quánh chú Út nè. Ừ, đồ quýnh anh mừng rồi dắt búa vô nhà tôi nè, gượt chú Út kiếm gượt tôi, ra ngoài sân tôi chạy. Tại sao mà anh ta làm gì? Không, mà con có nghe là nói có cái lên là chú Út nghe nói chú Út quánh vợ cho nên người ta tức á, ta nói đàn ông mà quánh vợ cho nên ta mới dụng vậy đó. Trời, nói chung là mà thì chú Út cũng đã biết cái sai rồi, thì mong quý anh chị và cô chú phải hiểu cho chú Út ha. Ai cũng đều binh đó chú Út. Vâng, tại vì thấy chị Hiền tội nghiệp á. À, nghe nói quánh chị Hiền ai cũng thương chị Hiền hết trơn á. Ờ, ta cũng đồng lòng đó ha. Ờ, dạ. Thì chú Út đêm tới sẽ hứa là không có nhậu nữa nha. Không có nhậu. Chị Hiền cũng không có nhậu nữa nha chị Hiền. Nghe, không nhậu đi. Không nhậu nữa nha. Không nhậu đi. Không nhậu có cái điện thoại cho chị xài. À, rồi. Ờ, nghỉ nhậu rồi. Nó nghỉ nhậu rồi. Chị Hiền nghỉ nhậu rồi. Nói chung là chị Hiền nghỉ nhậu nghe quý anh chị. Tại vì hổng ngày mấy ngày nay có nhậu chú Út? Đâu có nhậu nhạc gì đâu. Rồi. Cơm nước đồ không rồi. Cà phê nước đá rồi lo cho vợ. Đúng rồi, cái nhậu cái này là cũng là do chú Út. Chú Út không cho nhậu chị Hiền cũng không có nên không có nhậu được. Không nhậu được. Tại vì chú Út không cho là chị Hiền đâu dám nhậu. Đâu dám, tôi cũng gầy la chứ không dám. Người chồng mình gầy la cái chuyện nó không đúng. Có đúng. Phụ nữ nhậu là không có nên. Ờ, nhậu ghét hư chứ nên. Chị hiện tại thường thường là chị nói cái bệnh mà có thần kinh đó chú Út. Nó hơi đó, thì nhậu nhiều quá nó căng nó sẽ bệnh. Nó nguy hiểm lắm. Té, lỡ té rồi nó lỡ nặng cái là không biết sao nữa. Ừ. Nó dở nó trúng đầu trúng đồ cái rồi có khi mà chết nó cũng không chừng nó không biết đâu được, mà không chết thì cũng mang bệnh nào bệnh gì. Ngồi đó đi chị Hiền đi đâu hả? Ngồi đó đi. Ngồi. Nói chung là chị Hiền chỉ nhậu là chú Út không cho, chị Hiền cũng không dám nhậu đâu. Tại vì nhậu với chú Út biệt nó căng dây thần kinh lắm. Ờ, đâu được. Nó nguy hiểm lắm, nó nguy hiểm cả là bản thân con người nữa. Dạ. Nó quạng tà bậy bạ rồi nó quậy thứ gì cũng nổi. Rồi tôi lắm khi không lẽ mình đi dẫn bè vợ mình hoài sao? Mình cũng lo cho vợ mình cơm nước quần áo, đâu phải mình dẫn vợ mình tối ngày được. Bây giờ mình không cho nhậu đi. Đó, vậy là con người nó khỏe khoắn mà nó mạnh dạn. Mình thấy vậy là sống trên đời mình thấy vậy nó mình có cực nhưng nó cũng sung sướng. Cái bản thân mình á, thì mình mừng gì mừng nhưng mà vợ con mình mạnh giỏi là mình thấy sung sướng. Cái nó quỳ hỏi ăn á. Chị đi đâu? Chị đi đâu? Nó vô nhà. Thì video thì em xin kết thúc ở đây. Thì hẹn quý anh chị và cô chú video tiếp theo. Thì chú Út từ đây chú Út hứa là chú Út không nhậu nữa đúng không chú Út? Không có nhậu nữa. Chú Út nói thẳng camera với quý anh chị và cô chú những cái người mà đang xem kênh của Thanh Trúc nè. Chú nói sao? Không nhậu nữa sẽ kiếm một cái mớ vốn sẽ bán vé số sẽ nuôi vợ con. Chú Út nói đi. Tôi nói với anh em thì anh em chị em thì chú Út nhìn đây nè. Không tôi cũng hứa là không có nhậu mà để đi bán vé số để lo cho vợ con rồi cũng có cái đồng tiền phần nào đó để cho hứa là không có quánh chị Hiền. Không có vợ con tôi không quánh chi, không có cho chị Hiền nhậu nữa. Tôi cũng không có cho vợ tôi nhậu. Dạ. Vì tôi nói thì khi nó cũng nghe, nó cũng đúng. Vậy chứ cũng dạy dỗ vợ. Cái chuyện mà nó sái thì mình dạy, thắng từ từ. Thì cũng rất là vui. Thì chú Út cũng đã nói vậy. Thì con sẽ trợ duyên cho chú Út nè. Thì hẹn quý anh chị và cô chú video tiếp theo ha. Con trợ duyên cho chú Út.